Hi, chào các bạn tương lai sẽ đếm nỉ theo diện K1 Visa. Hôm nay thì mình chia sẻ một tí về chủ đề mở hồ sơ K1 Visa. Thì theo sự hiểu biết của mình, K1 Visa chỉ là trường hợp cho những người có quốc tịch Mỹ nha các bạn. Những người có thẻ xanh thì không được. Mà hầu hết thì mình thấy những người qua Mỹ theo diện K1 Visa thì ông xã họ là người Mỹ, Mỹ là Mỹ gốc luôn các bạn. Còn những người mà Mỹ gốc Việt hay gốc Tàu hay gốc gốc Hàn Quốc, bất kể các nước cũng vẫn được hơn, nhưng mà hầu hết là người người Mỹ gốc luôn các bạn. Thì nó sẽ dễ dàng hơn cho những người có quốc tịch. Thì khi mà bạn và vị hôn phu của bạn muốn làm cái hồ sơ để được đi phỏng vấn theo diện K1 visa thì các bạn nên tìm hiểu và nghiên cứu một chút. Thì mình khuyên các bạn là ở Mỹ, xứ Mỹ này là thì rất là dễ. Nếu mà vị hôn phu của bạn ở Mỹ thì nên tìm hiểu, người ta sẽ chỉ coi các bạn phải điền những thủ tục hồ sơ những như thế nào, giấy tờ cần thiết và những gì cần để các bạn đệ đơn và lệ phí như thế nào, chịu tìm hiểu một chút. Nếu mà các bạn không tìm hiểu thì các bạn sẽ đi nhờ dịch vụ, thì dịch vụ toàn toàn là tốn tiền thôi các bạn, mình nói là tốn tiền và chưa chắc họ sẽ giúp được nhiều nhiều gì mình. Mình gặp nhiều trường hợp họ chỉ biết lấy tiền thôi à, chứ họ không giúp được nhiều gì cho mình, chỉ một ít chút đỉnh, nhiều khi nó không có đáng với đồng tiền mà mình đã chi trả. Thật sự khi mà ông xã mình mở hồ sơ, ông xã mình phải tốn 350, nói chung là ok, cũng không nhiều lắm nhưng mà không đáng. Nếu mà những cái gì mà dịch vụ nó chia sẻ thì hầu như là mình biết rồi, theo sự tìm hiểu của mình ở Việt Nam mà mình có thể tìm hiểu được, thì huống chi những vị hôn phu của các bạn họ là người Mỹ, họ có thể tìm hiểu nhiều hơn cái đó. Thì phải sao phải tốn tiền, nhiều người tốn 2.000, 3.000, 5.000, trời quá trời phí 2.000, 3.000, 5.000 đó để mình có thể làm những chuyện gì đó xứng đáng hơn một tí. Nói chung là sự góp ý của mình, nên các bạn khuyên cái vị hôn phu của mình là tìm hiểu và mở hồ sơ như thế nào. Nên các bạn góp ý không cần phải nhờ dịch vụ, mà mình biết là các bạn và vị hôn phu cũng đừng nên nóng lòng. Chắc chắn là sẽ nếu mà mình làm đúng, làm đầy đủ thủ tục họ yêu cầu thì các bạn sẽ chắc chắn là sẽ đi Mỹ. Chứ không có lý do gì họ không cấp visa cho mình vì một lý do gì hết. Mình tìm hiểu đầy đủ, mình cung cấp đầy đủ là chắc chắn mình sẽ đi Mỹ. Nên mình muốn khuyên các bạn là nên tìm hiểu và tìm hiểu thì sẽ tốt hơn. Nói chung là mình khuyến khích các bạn như vậy, còn tùy các bạn chọn lựa. Nên có gì thì các bạn cứ góp ý cho mình và mình sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.